Bầu Đức bất ngờ khẳng định chuyện đi ở của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai là do tôi quyết định. Giữa những thông tin nhiều chiều về tương lai của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai được cho là đến hạn ở cuối mùa giải này, Bầu Đức đã bất ngờ đăng đàn lý giải về bản hợp đồng gây tò mò lâu nay. Trả lời Thanh Niên về việc có thông tin cho rằng các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai Lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh sẽ được tự do rời câu lạc bộ sau mùa bóng 2022 vì đã đủ 27 tuổi, cống hiến cho đội bóng. Ông Đoàn Nguyên Đức đã trả lời rằng cần phân biệt giữa hợp đồng cầu thủ chuyên nghiệp với hợp đồng đào tạo cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Theo Bầu Đức, các cầu thủ đều đến với Hoàng Anh Gia Lai đều còn nhỏ, nên phụ huynh hoặc người giám hộ của các cháu là người ký hợp đồng với Hoàng Anh Gia Lai và với những điều khoản quy định trong hợp đồng. Các cháu chưa kết thúc hợp đồng đào tạo với Hoàng Anh Gia Lai Group, phân biệt với câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Trả lời về việc đợi cầu thủ không dài, trong khi các cầu thủ đã thi đấu, cống hiến cho Hoàng Anh Gia Lai từ khi còn trẻ. Đến nay đã 26 đến 27 tuổi, chẳng nhẽ Hoàng Anh Gia Lai Group lại ràng buộc họ suốt đời. Ông Bầu Phố Núi khẳng định sẽ đến thời điểm các cầu thủ được tự do. Bên cạnh đó, Bầu Đức cũng nói thêm rằng các cầu thủ đến Hoàng Anh Gia Lai từ khi ngày 11 tháng 12 tuổi, bây giờ đã là 26 đến 27 tuổi. Có nghĩa là thời gian các cháu ở với Hoàng Anh Gia Lai còn lâu hơn cả gia đình, Hoàng Anh Gia Lai Group đã quan tâm chăm sóc, dạy dỗ các cháu. Qua đó mọi người có thể cảm nhận và hiểu rằng ông thương các cháu như con ruột. Trả lời phóng viên báo Thanh Niên về việc các tài năng được Bầu Đức xem như con ruột lại có mức thu nhập thấp hơn so với mặt bằng chung của bóng đá Việt Nam. Ông Bầu Phố Núi đã trả lời, về lý, các cháu vẫn còn hợp đồng với Hoàng Anh Gia Lai Group là các cháu vẫn còn nghĩa vụ với tập đoàn. Tuy nhiên từ mùa bóng 2023, các cháu sẽ được tự do nhưng trong vòng kiểm soát của chúng tôi. Và chắc chắn không ai có thể phá vỡ hợp đồng vì phí bồi thường hợp đồng đào tạo sẽ rất cao. Tôi khẳng định một lần nữa, chuyện đi ở của các cầu thủ là do tôi quyết định, nhưng tôi sẽ không áp đặt các cháu. Bầu Đức cũng khẳng định khi mùa giải 2022 kết thúc, các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai Group cho mượn khắp nơi sẽ quay về đội. Và ông cùng các cầu thủ sẽ ngồi lại với huấn luyện viên Kiatisak để chuẩn bị lực lượng trong mùa giải tới. Khi đó, ai đi, ai ở lại sẽ được quyết định sau cuộc họp này. Về phí chuyển nhượng nếu cầu thủ rời khỏi Hoàng Anh Gia Lai, Bầu Đức khẳng định về việc rời câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, tôi quyết định như thế này, về lý. Phí chuyển nhượng các cháu sẽ thuộc về Hoàng Anh Gia Lai Group, nhưng chúng tôi sẽ tặng 100% cho các cháu. Nếu cuộc sống mới của các cháu không như mong đợi, thì Hoàng Anh Gia Lai Group là gia đình, là nơi trốn để các con trở về.